nhà chùa cho con hỏi về khóa học tiếng Bali, con có thể đăng ký theo học tại chùa được không? À, cái này sư trả lời luôn là bây giờ à, chùa không còn cái khóa dạy Bali, à, mà bây giờ nếu quý vị muốn học á, quý vị liên hệ à, anh à, Huỳnh Trọng Khánh, à, tìm ở trên cái à, Facebook. Á. Dạ, tí xíu à sư cho quý vị. Tại vì viện này là đang đang dạy mở những cái lớp ly. Đây ha. Thì mở trên Facebook tên Huỳnh trọng Khánh, không có dấu. và nhắn tin hỏi là chừng nào mở lớp ly, Thì khi nào có thì viện này sẽ thông báo cho quý vị.